Xin chào quý bà con, chào mừng quý bà con đã trở lại với kênh Sầu Riêng Miền Tây. Thì hôm nay kênh Sầu Riêng Miền Tây sẽ tiếp tục cập nhật giá sầu riêng Thái và sầu riêng G6 ngày 22 tháng 6 2024. Thì cụ thể giá như sau: giá sầu riêng Thái loại nhất là từ 83 đến 86 ngàn, trái từ 2 hộp 7 trở lên và nặng 1 kg 9 cho đến 5 kg 2. Giá sầu riêng Thái loại nhì là từ 63 ngàn cho đến 66 ngàn, trái từ 2 hộp gửi trở lên và nặng 1 kg 7 cho đến 5 kg gửi. Đối với giá sầu riêng Thái loại 3 là thương lượng và trái từ 2 hộp trở lên và nặng 1 kg 2 đến 6 kg. Đối với sầu riêng G6 loại nhất là 60 đến 61 ngàn, trái từ 2 hộp 7 trở lên và nặng từ 2 đến 5 kg. Giá sầu riêng G6 loại nhì là từ 45 cho đến 46 ngàn, trái từ 2 hộp gửi trở lên và nặng 1 kg 7 cho đến 5 kg gửi. Đối với giá sầu riêng G6 loại 3 là thương lượng và trái từ 2 hộp trở lên và nặng 1 kg 4 cho đến 5 kg gửi thì giá có thể là cao hơn 1.000 hoặc 2.000 hoặc 3.000, nói chung là tùy theo mẫu dùng và tỷ lệ. Nếu mà tỷ lệ càng đẹp nhiều thì giá có thể càng lên. Thì cái này quý bà con, cô chú anh chị thương lượng ở với nhà vừa, với lái vựa hoặc công ty thì sẽ có giá cụ thể chính xác hơn. Riêng đối với kênh thông báo là chỉ mang tính chất là tham khảo cho quý bà con, cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị nào mới vào kênh nhớ đăng ký kênh và cho kênh một like, một cái chia sẻ để kênh tiếp tục phục vụ quý bà con tốt hơn. Thì kênh sẽ thông báo giá sầu riêng mỗi ngày. Thì nếu mà giá sầu riêng có sự thay đổi ở thời điểm nào thì kênh sẽ cập nhật ở thời điểm đó cho quý bà con, cô chú anh chị được nắm rõ. Thì kênh cũng xin cảm ơn quý bà con, cô chú anh chị đã ủng hộ kênh, xem kênh và cho kênh một like và một cái đăng ký. Thì kênh cũng xin kính chào quý bà con, chúc quý bà con ngày mới nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc.